đi. Anh đứng lên. Cô cao hơn em bao nhiêu đâu. Ở ban tổ chức có thông báo là mùa này thì sẽ đổi sang hai vị giám khảo là con trai. Vì vậy là em xin được phép chia sẻ về cách dưỡng thai. Dạ cho em gửi lời chào ban giám khảo và toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em đó là fan hâm mộ của chương trình đúng không? Dạ đúng ạ, em xem toàn bộ những cái tập trước của các mùa trước ạ. Bạn đang làm việc gì? Dạ em là chủ nhà hàng ạ. Nhà hàng bán món miền nào? Nhà hàng em ở ngoài Hà Nội ạ. Chuyên về ăn sáng, cà phê và cư văn phòng ạ. Thế bây giờ vào có mỗi mình thì có trợ diễn gì không? Em không có ạ. Diễn một mình à, độc thoại à? Dạ vâng, em rồi, diễn một mình ạ. Rồi, ta làm ngay nhá. Bạn sẵn sàng chưa? Thí sinh trả lời là sẵn sàng rồi ạ. 60 giây, bắt đầu. Anh Thành ơi, em bụng mang dạ chửa từ ngoài Hà Nội vào đây tìm anh mà sao anh lại đối xử với em như vậy? Trời ơi, hôm trước anh bảo với em là mùa này mà chị Việt Hương không làm giám khảo thì anh cho em lên làm giám khảo cơ mà. Em với anh sẽ là một đôi chim liền cành, một đôi hoa liền cánh. Hôm nay em trang điểm lồng lộn lên thế này để em đi tìm anh. Thì mày đang ngồi cạnh ai đây? Anh là ai vậy? Harry Won. Harry Won là ai? Em mới là người yêu của anh Thành này. Vậy hả? Anh là ai đấy? Harry Won. Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đấy? Anh đứng lên đi. Anh đứng lên. Cô cao hơn em bao nhiêu đâu. Chúc mừng bạn. Trên đây. Trên đây nó cười. Ừ. Bạn có 2 triệu. Đấy mày thế cơ. Đấy ừ. Cô cao hơn em bao nhiêu đâu. Đúng. Đem tôi ra để lấy 2 triệu. Đem tôi ra làm trò đùa lấy 2 triệu ha. Đây là hãm hại có đầu tư. Được. Chịu. Ít ra nó phải vậy. Nó ừ. Thấy không? Anh đứng lên. Ừ. Đứng lên. Ừ. Cô cao hơn tôi bao nhiêu đâu. Dễ thương. Rồi bữa nay là ngon ha, dán một mình một thoại ha. Đương đầu với quỷ dữ dễ sợ thiệt. Bạn có 2 triệu rồi, sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Bàn thờ ghi nhận. Ghi nhận. Ừ. Vậy bây giờ 60 giây bắt đầu. Chiêng làng chiêng cha thượng hạ tây đông, anh Trấn Thành có ở đây không? Mau mau chổng mông lên mà nghe thông báo. Thế còn anh Trường Giang thì sao? Anh cũng nghe em thông báo luôn một thể nhở? Cái gì? Anh còn đang muốn ngồi kể lể với chị Nhã Phương á? Thôi, anh ngồi nghe thông báo luôn đi cho em về cho sớm đường sớm chợ. Thông báo của em hôm nay là liên quan đến thông báo của ban tổ chức. Ban tổ chức có thông báo là mùa này thì sẽ đổi sang hai vị giám khảo là con trai. Vì vậy là em xin được phép chia sẻ về cách dưỡng thai. Đã có 10 triệu. Duyên dáng. Phải thế em ạ. Dễ thương quá à. Anh nghĩ em phải là vui tính lắm. Là ở nhà em đã chuẩn bị sẵn sàng gươm giáo để mà chặt hai tụi anh đúng không? Dạ. Trời dạ luôn. Là sắp tới nếu thi vòng nữa có chặt nữa không? Dạ không ạ. Không chặt hay là không thi? Em không chặt ạ. Rồi, không chặt thì anh sẽ cười. Và bây giờ như vậy là bạn đã quyết định là thi tiếp hay ngừng lại giải thưởng 10 triệu? Dạ em xin phép được thi tiếp ạ. Thi tiếp. Trời ơi, quá dở, quá dở. Em sẽ tiếp tục của phần vừa rồi luôn ạ. 60 giây, bắt đầu. Cách dưỡng thai của em như thế này. Mọi người bây giờ là đầu tiên muốn dưỡng thai được trẻ, được đẹp như em. Ai cũng nhận là em rất là đẹp rồi. Muốn được trẻ, được đẹp, được khỏe khi mang thai thì tốt nhất là mọi người không quan tâm một vấn đề gì hết. Nếu mà chồng chán, chồng chê, chồng bỏ hay là chồng như con tu hú thì các bạn cứ vắt hết. Không có quan tâm gì đến thằng chồng hết. Các bạn cứ phải làm đẹp cho mình, làm khỏe cho mình. Còn nếu mà các bạn cứ muốn khỏe đẹp nhất ý, thì thôi đừng có thai nữa. Như em thực ra là em mang thai giả đó, em không phải thai thật đâu. Thì bây giờ em sẽ bỏ thai của em ra thì đề nghị anh quay phim quay cẩn thận, đừng cho em lộ hàng.
cái thai của em mà do là em vào thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người bảo là trong đây trộm cướp rất là nhiều, nên em phải giấu bánh bao vào trong bụng, không thì thằng cướp nó đi qua nó ăn mất bánh bao của em thì thôi em nhịn. Bây giờ cướp thì nó rất là manh động. Đó, mọi người thấy chưa? Ôi trời ơi, sắp hết thời gian rồi kìa. Các anh ơi cười hộ em cái ăn bánh bao ạ. Hết thời gian rồi. Và rất tiếc anh Trấn Thành đã xém một cười rồi nhưng mà vẫn chưa kịp. Bạn có biết không, là tôi ráng tôi kiếm chỗ tôi cười cho bạn luôn á. Tôi còn muốn như vậy, tại vì chỉ cần có một cái chi tiết gì đó đáng buồn cười là tôi cũng có thể cười cho bạn được. Là tại vì thật sự ra là bạn là người thông minh, bạn nghĩ ra nhiều cái chiêu cái trò hay. Nhưng mà cái này thì vừa rồi cái nó không có hiệu quả lắm. Dạ không có vấn đề gì cả, tại vì em cũng xác định đi chơi vui là chính thôi ạ. Cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Mình sẽ chiến thắng vàng rồi. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Chào chú chị. Rồi chào con giới thiệu về mình đi nào. Dạ con tên là Phan Hoàng Long, con 12 tuổi. Trời ơi sao nhỏ xíu à, 12 tuổi nhỏ xíu vậy. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp, lên lớp 7. Bữa nay con đi một mình hả, đi với ba mẹ? Dạ con đi với cậu. Hôm nay cháu của em nó không có thi mà em thi. Sao hoang mang gia đình này phức tạp vậy? Rồi trước khi thi con mời ai? Dạ con mời chú Chánh Thành. Rồi mời chú Chánh Thành cùng lên đây để tương tác, tại vì phần thi này thì không phải hài mà phần thi của em và cháu em là sự kết hợp ảo thuật. Dạ. Anh sẵn sàng chưa anh Thành? Tại chuẩn bị sao nó nói tôi mới bắt đầu sợ nè. Hai bạn 60 giây bắt đầu. Bạn thông minh đấy, bạn cũng làm có ý cười đấy, nhưng mà tại vì thế này nè, tôi trên này tôi không thấy được cái viễn cảnh của đời tôi, nó không cười còn khán giả cười, còn Trường Giang chắc là hơi khó nên là không cười cho bạn. Phải, tại vì cái tiết mục này đối với Trường Giang nó quá đơn giản bởi vì đã coi rất nhiều lần rồi. Người ta cho đi nôn này nhìn nó chưa không xóm. Cảm ơn em, cảm ơn các bạn.